soi kèo Arsenal với Man United 7 giờ ngày 28 tháng 7. Arsenal đã gặp Bournemouth trước khi đối đầu Man United. Đây là năm thứ hai liên tiếp hai đội gặp nhau tại Mỹ. Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, một pháo thủ với đội hình chắp vá chỉ có thể cầm hòa một đều trong thời gian thi đấu chính thức trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Nhìn chung, đây là thời điểm cả Arsenal và Man United đều chưa có được lực lượng tốt nhất nên trận đấu tới hứa hẹn sẽ chỉ là màn cọ sát và thử nghiệm đội hình một cách vui vẻ. Hậu vệ phải Takehiro Tomiyasu của Arsenal sẽ không tham gia chuyến du đấu Mỹ của câu lạc bộ sau khi dính chấn thương đầu gối. Các nhân viên y tế vẫn chưa xác định được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng khả năng anh không thể ra sân ngay từ đầu mùa giải mới là điều đáng lo ngại. Giống như Tomiyasu, hậu vệ trái Kieran Tierney cũng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân khuèo. Declan Rice, Bukayo Saka, Aaron Ramsdale, David Raya và William Saliba không có mặt trong danh sách 26 cầu thủ khi họ tiếp tục nghỉ ngơi sau khi tham dự Euro 2024 tại Đức. Tuy nhiên, Gabriel Martinelli và Kai Havertz sẽ hội quân trước trận đấu này. Manchester United đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng 1 năm với huấn luyện viên Erik Ten Hag vào đầu tháng, đồng nghĩa ông sẽ gắn bó với câu lạc bộ đến năm 2026. Cựu huấn luyện viên Ajax đã giành được 2 danh hiệu trong 2 năm tại Old Trafford, nhưng cũng bị chỉ trích vì thành tích của đội bóng mùa trước khi không thể lọt vào top 6 ngoại hạng Anh. Cổ đông mới của Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, đã tiến hành đánh giá đội bóng sau chức vô địch FA Cup, nhưng ông tin rằng Ten Hag là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng tiến lên. Trong loạt giao hữu hè này, Quỷ Đỏ đã thua Rosenborg với tỷ số tối thiểu trước khi giành chiến thắng trước Rangers với tỷ số 2-0 ở trận gần nhất. Man United cho thấy những điểm yếu trong cả hai trận đấu, nhưng Ten Hag hy vọng một màn trình diễn ấn tượng trước Arsenal sẽ tạo đà cho phần còn lại của giai đoạn tiền mùa giải. Trong trận đấu này, đội bóng của thầy 10 sẽ thiếu vắng 5 cầu thủ trong trận đấu với Rangers. Nhưng Anthony, Marcus Rashford, Harry Maguire, Scott McTominay và Victor Lindelof đều đã trở lại tập luyện trước khi lên đường sang Mỹ. Soi kèo Arsenal với Man United. Ở thời điểm này, tỷ lệ kèo châu Á chỉ đang xuất hiện ở mức đồng banh và Arsenal đang là cái tên đè tiền trước Man United. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Arsenal có thể dễ dàng nắm phần thắng ở kèo một kèo quá ngon như vậy. Cần biết, với việc hội quân muộn hơn Man United thì chất lượng đội hình của Arsenal lúc này sẽ khó có thể để sánh với đối thủ. Và đó cũng là lý do vì sao trận đấu này chỉ xuất hiện kèo đồng banh. Dẫu cho trong 4 lần gặp nhau trước đó thì Arsenal luôn sắm vai đội bóng cửa trên. Qua đó, nếu để lựa ra cái tên an toàn hơn, thì có lẽ Man United mới chính là cái tên đáng để giới mộ điệu đặt niềm tin trong trận đấu này. Bởi ít ra, Quỷ Đỏ cũng đã thắng kèo đến 2 trong 3 trận gần nhất. Trong khi đó, cũng với số trận tương tự, nhưng Arsenal vẫn chưa biết mùi thắng kèo là gì. Soi kèo tài xỉu Arsenal với Man United. Không phải tự nhiên mà các sàn giải trí đang mở tỷ lệ tài xỉu cho trận đấu này lên đến 3.5 cả trận. Đừng quên, với việc đây chỉ là trận đấu giao hữu, nên đây không khác gì màn cọ sát và thử nghiệm đội hình vui vẻ. Cùng với tâm lý thoải mái đó, cả Arsenal và Man United hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu đôi công tưng bừng và nhiều bàn thắng. Vì vậy, khả năng kết quả ở trận này nổ tài vẫn là rất lớn và một kết quả hòa với nhiều bàn thắng là quá đủ để chiều lòng người hâm mộ của hai đội. Dự đoán kết quả Arsenal với Man United, dự đoán tỷ số 2 đều, dự đoán tỷ lệ châu Á, Man United đồng banh, dự đoán tỷ lệ tài xỉu, tài 3.5 cả trận.